Mỗi một dân tộc đều có một cách hành xử riêng với môi trường và cách sinh hoạt khác nhau. Với một nền văn hóa mạnh mẽ, không pha trộn, không mai một theo thời gian, thì sự khác biệt ấy của người Ấn đối với phần còn lại của thế giới quả là thú vị. Rất dễ nhận thấy, người Ấn ít khi nào mang vác đồ đạc trên tay hay trên vai như người Việt. Họ đội tất cả lên đầu, bước đi thảnh thơi, nhịp nhàng, bất kể đó là đồ nặng hay nhẹ, mềm hay cứng, sạch hay không sạch. Chỉ cần vác một vạt khăn lên đầu là họ có thể đội bất cứ thứ gì. Nếu nhìn từ góc độ trang phục truyền thống của họ, thì ta thấy phương cách sinh hoạt này thật hợp lý, không gây bất kỳ sự vướng víu hay bất tiện nào. Rõ ràng, chiếc khăn choàng, khăn quấn đầu của người Ấn không chỉ để che nắng và làm đẹp. Đô thành Vaisali hùng cường và kiều diễm khi xưa còn là nơi diễn ra cuộc kiết tập kinh điển lần thứ hai khoảng 100 năm sau ngày Phật nhập diệt. Theo tài liệu lịch sử Phật giáo ghi lại, giai đoạn kiết tập kinh điển này, Phật giáo mới bắt đầu khởi sinh mầm mống phân chia bộ phái như Thường Tọa Bộ, Căn Bản Nhất Thiết Hữu Bộ, Hóa Địa Bộ và Pháp Tạng Bộ. Song Tù Trung vẫn có hai trường phái chính, đó là Nguyên Thủy Theravada và Đại Chúng Mahasanghika. Nguyên nhân diễn ra cuộc kiết tập kinh điển lần này, người ta cho rằng do các tỷ kheo thuộc chủng tộc Vajji ở miền đông Ấn Độ phát sinh ý kiến khác đối với giới luật, đưa ra chủ trương mới bằng 10 điều phi pháp. Vì thế, 700 vị tỷ kheo nhóm họp ở thành Vaisali, tôn ngài Gia Xá làm thượng thủ, cử hành đại hội kiết tập. Ngày nay, nơi đại hội kiết tập ấy không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng đất trống, nơi có cây bồ đề to lớn nằm cạnh một ngôi đền Ấn giáo, xung quanh là ruộng nước mênh mông. Gần đó có một bãi đất rộng, nơi mà người ta tin chính là nền nhà của Bồ Tát Di Ma Cật. Ngài là đệ tử tại gia của Đức Phật, là trưởng giả thành Vaisali, Trung Ấn Độ. Ngài rất tinh thông giáo nghĩa Phật giáo Đại Thừa. Nhắc đến Di Ma Cật, không ai không liên tưởng đến một bộ kinh đặc trưng trong dòng văn học Phật giáo Đại Thừa, đó là Di Ma Cật Sở Thuyết Kinh. Kinh này đặt nền tảng tư tưởng không của Bát Nhã để xiển dương chân lý và sự thực hành của Phật giáo Đại Thừa, đồng thời nói rõ vai trò của Bồ Tát Đạo và những công hạnh của cư sĩ tại gia. Theo những mô tả trong các kinh, tịnh thất của Ngài Duy Ma vuông vức mỗi bề một trượng, vậy mà có thể dung chứa 3.000 tòa sư tử. Song ngày nay, dấu vết ấy không còn, chỉ còn cảnh vật vắng vẻ buồn tênh, thể như đã có từ bao giờ, chứng nhân cho trò đời bể dâu thay đổi. Trên khắp các nẻo đường Ấn Độ mà đoàn chúng tôi có dịp đi qua, dù là những hình ảnh lặng thầm của làng mạc thôn quê hay nhộn nhịp hào hoa của phố phường đô thị, tất cả đều phảng phất dáng dấp của những gì xưa cũ, khiến lòng khách phương xa dễ bâng khuâng, xao xuyến, u buồn. Đây là những gì mà quá khứ xa xăm còn lưu tàn tích lại. Những nền gạch cũ rêu phong xanh xám như chưa chọi với thời gian trước bao sự thịnh suy và những thay đổi của dòng đời. Đây là khu phế tích của Hội đồng Quốc hội Nghị sự của bộ tộc Lichavi. Và chính ở Vaisali, sự truyền rằng thủ phủ giàu có và hùng cường này đã thành công với chế độ Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Họ đã nghiêm túc tuân thủ 7 pháp bất thối của Phật sau lần Ngài đã chỉ dạy cho họ tại miếu thờ Sarada ở Vaisali. Chính nhờ 7 pháp bất thối này mà họ đã sống hòa thuận, đoàn kết, thương yêu và bảo vệ lẫn nhau. Do vậy, thảm họa chiến tranh do vua Ajatasattu khởi binh lẽ ra phải xảy ra đã bị đình trệ. Cũng nhân sự kiện này, Thế Tôn đã giảng dạy cho hội chúng tỳ kheo về 7 pháp bất thối. Ngài khẳng định: "Này các tỳ kheo, khi nào 7 pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỳ kheo, khi nào các vị tỳ kheo được chỉ dạy 7 pháp bất thối, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ cường thịnh, không bị suy giảm.